Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, trong thời gian qua, Chính phủ đã tập trung quyết liệt và có những kết quả quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đưa các công trình hạ tầng thiết yếu, một số tuyến cao tốc vào khai thác sử dụng. Vì vậy, tôi thống nhất về sự cần thiết ban hành 5 nhóm cơ chế chính sách áp dụng thí điểm nhằm để tiếp tục giải quyết những vướng mắc tồn tại hiện nay, tháo gỡ những nút thắt trong đầu tư và tạo đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giải quyết ách tắc về giao thông để tăng kích cầu phát triển kinh tế. Với chính sách tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tôi đồng tình việc tăng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP, nhất là đồng tình với quan điểm của Ủy ban Kiểm Kinh tế của Quốc hội nêu trong báo cáo thẩm tra, do trong thực tế hiện nay có 3 trường hợp sau cần nhà nước phải giữ vai trò là nhà đầu tư chính. Thứ nhất là đối với các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, tổng mức đầu tư rất lớn, gồm nhiều hợp phần khác nhau, đòi hỏi nhà nước phải đầu tư cơ bản về hạ tầng, đồng thời kêu gọi đầu tư vận hành khai thác theo hình thức PPP. Vì vậy, nguồn lực nhà nước phải chiếm tỷ trọng cao trong tổng mức đầu tư. Vấn đề thứ hai là một số dự án đầu tư ở vùng kinh tế xã hội chưa phát triển, địa bàn trọng điểm về an ninh quốc phòng như vùng Tây Bắc, vùng Tây Nguyên, đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn trong khi nhu cầu vận tải chưa cao, vận hành khai thác khó đảm bảo về phương án tài chính. Ở trường hợp này thì cũng cần quan tâm bố trí tỷ lệ nguồn lực nhà nước cao hơn. Trường hợp thứ ba là đối với dự án hạ tầng kết nối liên vùng được đầu tư theo hình thức PPP và được phê duyệt triển khai trước khi luật PPP ban hành năm 2020 có hiệu lực. Trong đó, nguồn lực nhà nước chiếm tỷ trọng cao theo quy định của luật, đầu tư theo phương thức PPP vẫn được tiếp tục triển khai thực hiện và cần được phân bổ đủ nguồn vốn. Trong danh mục các dự án thí điểm thì có tuyến đường bộ ven biển Thái Bình. Đây là tuyến đường quan trọng giúp kết nối các tỉnh Nam Định, Thái Bình và thành phố Hải Phòng và các tỉnh ven biển, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế các tỉnh có tuyến đường đi qua. Tại quyết định số 348 ngày 28 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư là 3.872 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành ở trong tháng 4, tháng 7 năm 2024. Dự án này được thực hiện trước khi luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư ban hành. Vì vậy, tại thời điểm đó thì chưa có các quy định pháp luật ràng buộc về tỷ lệ phần vốn nhà nước tham gia dự án, nên các dự án đoạn đi qua các địa bàn từ tỉnh Nam Định đến Hải Phòng đều có tổng nguồn vốn nhà nước tham gia cao hơn 50%. Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Bình được phê duyệt với vốn nhà đầu tư chiếm 33,3% để thực hiện xây dựng cầu vượt sông Hồng, vốn nhà nước thì chiếm 66,7% để thực hiện xây dựng phần đường và các cầu còn lại. Đến nay, dự án thì đã được triển khai thực hiện đạt 70% giá trị hợp đồng với tổng giá trị thực hiện đạt 2.810 tỷ đồng. Luật đầu tư theo phương thức PPP có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 quy định trường hợp đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện các bước tiếp theo quy định của luật, và hợp đồng của dự án được ký kết trước ngày luật có hiệu lực thi hành thì vẫn được tiếp tục thực hiện theo quy định của hợp đồng dự án. Vì vậy mà dự án tiếp tục được triển khai thực hiện theo quyết định và được phê duyệt theo hợp đồng được ký kết là phù hợp với điều 101 quy định chuyển tiếp của luật. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, do những ảnh hưởng của các nguyên nhân khách quan và bất khả kháng như là đại dịch Covid, chiến tranh Nga-Ukraine, khan hiếm nguyên vật liệu, giá cả tăng cao, chi phí nhân công, chi phí giải phóng mặt bằng thực tế lớn hơn dự án, dẫn đến chi phí thực hiện dự án tăng cao và chủ yếu tăng vào phần khối lượng do phần vốn nhà nước đảm nhận và tăng lên 80% so với tổng mức đầu tư điều chỉnh. Bên cạnh đó thì trên địa bàn cũng vừa xuất hiện chủ trương mới của Chính phủ, đó là việc xây dựng tuyến đường cao tốc CT08 từ Ninh Bình đến Hải Phòng và phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2027, cơ bản là tuyến đi song song với tuyến đường bộ ven biển và sẽ có tác động ảnh hưởng đến phương án tài chính hiệu quả của dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình
do chia sẻ về lưu lượng phương tiện giao thông. Tuy nhiên, trong tờ trình của Chính phủ, nếu chỉ tăng phần vốn nhà nước lên 70% thì cũng không tháo gỡ tồn tại vướng mắc của dự án tuyến đường bộ ven biển Thái Bình, và việc ban hành nghị quyết Quốc hội mà ngay từ khi thảo luận đã thấy rõ là không khả thi để tổ chức thực hiện thì cần được cân nhắc thận trọng, vì dự án đang được triển khai với phần vốn nhà nước là theo phê duyệt là 66,7% và thực tế thì phần vốn nhà nước đã tăng lên 80%. Vì vậy, trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội ủng hộ phương án đề xuất theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế tăng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các dự án thí điểm lên 80% tổng mức đầu tư. Riêng đối với dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình thì đề nghị chấp thuận điều chỉnh tỷ lệ nguồn vốn nhà nước lên 80% tổng mức đầu tư của dự án, hoặc là cho phép tiếp tục tăng phần vốn nhà nước so với chủ trương đầu tư dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 348 ngày 28 tháng 3 năm 2018. Giải quyết trường hợp này là giải quyết tồn tại của giai đoạn trước khi luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư ban hành, và nếu được không được phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và ký phụ lục hợp đồng thì dự án có nguy cơ bị đình trệ. Vì vậy, rất mong Quốc hội được xem xét thông qua đề xuất trên để dự án hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả nguồn vốn và thúc đẩy phát triển kinh tế Thái Bình nói riêng và các tỉnh lân cận trong vùng nói chung. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.